hôm nay The Brokers sẽ mang đến cho các bạn vụ bê bối tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ, Bernie Madoff, người đàn ông đánh cắp 65 tỷ đô la khiến cả nước Mỹ chấn động. Ông ta là một nhà tài phiệt đầy quyền lực, một biểu tượng tài chính, chứng khoán của nước Mỹ, có ảnh hưởng lớn và được nhiều người kính trọng. Và chính ông cũng là tác giả của vụ lừa đảo tài chính thế kỷ kéo dài 20 năm, lên đến 65 tỷ đô la Mỹ bị phát hiện vào năm 2008. Đây là vụ lừa đảo tài chính có quy mô lớn nhất, hại nhiều người nhất, tàn khốc nhất thế giới cho đến hiện nay. Trước khi nói đến cách mà 65 tỷ đô la bị đánh cắp, chúng ta hãy tìm hiểu về người đã đánh cắp nó. Sinh năm 1938 tại quận Queens, thành phố New York, Bernard Lauren Madoff là con trai trong một gia đình gốc Do Thái, di cư từ Đông Âu sang. Cha của Madoff bươn trải, kinh doanh nhiều nghề để nuôi gia đình. Ám ảnh bởi sự thất bại của người cha, từ thời trẻ, Madoff đã luôn mong muốn mình sẽ thành công nhanh, thành công vang dội. Năm 1960, Madoff tốt nghiệp Đại học Hofstra, sau đó theo học trường luật Brooklyn một thời gian ngắn trước khi bỏ ngang. Cùng năm đó, ông ta thành lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff Investment Security bằng 5.000 đô la Mỹ ông tiết kiệm được từ việc làm nhân viên cứu hộ và lắp đặt hệ thống phun nước, cùng với 50.000 đô la Mỹ tiền vay từ bố vợ là một chuyên gia kế toán thành đạt. Công ty BMIS mua bán, môi giới chứng khoán, làm market maker cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ trên thị trường OTC. Chỉ trong vòng 30 năm, ông đã đưa công ty từ một công ty nhỏ bé trở thành doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường. Giao dịch cổ phiếu Nasdaq và chiếm thứ 6 trong thị trường giao dịch các cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500. Madoff còn trở thành người tiên phong đưa công nghệ vào thị trường. Ông đã vi tính hóa giao dịch chứng khoán OTC, giúp cắt ngắn thời gian giao dịch và còn cải tiến phương thức trả hoa hồng theo phương thức Payment for Order Flow. Những cải tiến của ông đã đóng vai trò quan trọng cho nền tảng phát triển của sàn chứng khoán Nasdaq, sàn niêm yết những cổ phiếu vô danh, cổ phiếu của những startup, doanh nghiệp .com, doanh nghiệp số không đủ tiêu chuẩn niêm yết trên sàn NYSE. Không chỉ thế, ông Madoff đã có công giúp Nasdaq trở thành sàn chứng khoán có lượng giao dịch hàng đầu thế giới. Với các nỗ lực xây dựng lợi thế cạnh tranh và gia tăng sức ảnh hưởng của sàn này trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1980. Với những đóng góp đó, ông Madoff được bổ nhiệm là chủ tịch Nasdaq trong các năm 1990, 1991 và 1993. Ông cũng là thành viên của Ủy ban tư vấn thuộc Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ và có vị trí trong nhiều hiệp hội, tổ chức uy tín. Bernie Madoff trở thành một biểu tượng hoàn hảo của một chuyên gia tài chính tự tay dựng cơ đồ trong thị trường tài chính Mỹ. Và đây cũng là lúc Madoff bắt đầu kế hoạch lừa đảo của mình. Ông vận dụng mô hình Ponzi, lấy tiền của Peter trả cho Paul. Khách hàng của ông là các quỹ đầu tư, quỹ của các tổ chức, nhà đầu tư lớn, người giàu, người trung lưu, người về hưu. Với lời hứa là sẽ đầu tư sinh lãi đều đặn cho họ. Thế nhưng ông chưa bao giờ mua hay bán chứng khoán từ số tiền mà khách hàng đã gửi vào quỹ. Cho đến trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hệ thống lừa đảo này của ông Madoff vẫn chạy đều và thu hút tổng cộng 19 tỷ tiền mặt đô la Mỹ của các nhà đầu tư. Theo thời gian số tiền này, sinh lãi tạo ra con số 64,8 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 9, 10 năm 2008, khủng hoảng tài chính bùng nổ, giá chứng khoán xuống không phanh, các khách hàng của Madoff hoảng loạn và họ bắt đầu rút tiền. Cuối tháng 11 năm 2008, tổng số tiền mà khách hàng muốn rút là 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi toàn bộ quỹ của ông chỉ còn 300 triệu đô la Mỹ. Sau khi tìm mọi cách xoay sở nhưng không thành công, Madoff bó tay, tự thừa nhận sự sụp đổ của hệ thống lừa đảo tinh vi của mình. Sau đấy, ông đã thừa nhận sự thật với hai người con trai. Mark và Andy và hai người con của ông đã thông báo với cơ quan chức trách về hành vi lừa đảo này của người cha và đưa toàn bộ sự việc được đưa ra ánh sáng. Madoff bị kết án 150 năm tù cũng là bản án nặng nhất trong lịch sử tài chính nước Mỹ. Tội ác của ông làm tan vỡ nhiều tổ chức từ thiện, các quỹ đầu tư, cướp đi tài sản, hủy hoại cuộc sống của hàng chục ngàn nạn nhân tại Mỹ và châu Âu. Madoff bị căm ghét đến mức phải mặc áo chống đạn ra tòa sau khi thừa nhận tội ác của mình. Tội ác này còn hủy hoại chính gia đình ông, gây ra cái chết của hai người con trai và khiến người vợ đáng thương trở thành người trắng tay sống một mình, bị biệt lập với phần còn lại của gia đình. Nếu như không có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chắc phi vụ lừa đảo của Madoff vẫn kéo dài đến tận bây giờ với 20-30% tăng trưởng doanh thu hàng năm. Mặc dù vụ án đã kết thúc gần 20 năm nhưng nó vẫn để lại ám ảnh và hậu quả rất lớn đối với thị trường tài chính nước Mỹ. Hãy đăng ký theo dõi kênh The Brokers để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.